lung linh. Chị có thích cái cuộc sống mà một mình? Thích chứ. Giữa cuộc sống một mình với cuộc sống hai mình thì chị thấy nó có cái sự khác biệt lớn nhất, nó là cái gì? Cái nào nó cũng có cái hay và cái dở của nó. Nhưng mà thực ra là nếu mà cuộc sống hai mình á mà thuận hòa không nói gì, không thuận hòa là cứ bữa vui bữa buồn, rồi nói chung là mình nghệ sĩ nữa, rồi cái người kia không có hiểu mình, không có thông cảm, rất là khó cho mình. Thôi mình vô trong đi, nắng đen da người đẹp. Ok. Siêu thị bên nào, bên này đúng không? Bên này nè. Bên này có nấu đồ Tây cho tôi ăn không? Cũng được, quan trọng do đó thôi, coi có gì nữa nè. Ở đây hay quá ha, bước xuống cái có siêu thị cũng khỏe ghê. Cũng tiện. Coi nhìn tính nấu gì, thích ăn gì? Cái gì chị cũng thích ăn hết. Ăn mì gói rồi không chị? Thích khoai tây không? Thích khoai tây hả? Đơn giản mà, đúng không? Thích khoai tây đơn giản mà, đúng không? Chị nấu hả? Thích khoai tây chị nấu hả? Thích khoai tây chị nấu nha. Em được biết nè, mấy lần qua đò vậy thì không biết là cái chuyến đò với dựng Pháp còn cái chuyến đò nào nữa không? Còn chuyến bên Mỹ nữa. Rồi mình đi chu du khắp thế gian. Lý do gì sao mà lại đổ vỡ? Thực ra đó, nhìn Thu trên sân khấu á, mọi người thấy là một ca sĩ là rần rần vậy phải không? Sexy, rồi năng lượng, nhưng mà lại là một gái rất ngoan. Khi mà lấy chồng thì cứ nghĩ lấy chồng rồi, chồng thích thì ở nhà, không có một cái gì buồn phiền cả. Ở nhà làm nội trợ rất là giỏi. Cho tới bây giờ có nhiều món mà nấu được là cũng nhờ bà nội. Chị lúc đó chị mấy thôi? 21 tuổi. Cái tâm trạng của chị á, nhất là cái tuổi đó là cái tuổi mà rất là nhiều năng lượng dạt dào, mà bây giờ lại bị coi như là nhốt vào cái lòng vực son như vậy. Nhưng mà chắc chắn là chị vẫn thèm hát. Thèm chứ, vẫn thèm. Vẫn thèm hát. Nghệ sĩ mình là cái máu, đúng không? Rồi nói chung là chuyện lúc đó nó cũng không được hay lắm. Thì cũng chịu đựng được 2 năm trời. Nhưng mà em rất muốn biết là 23 tuổi mình đã có một đứa con, và mình phải bị một cái hoàn cảnh như vậy, và có sự quyết định là gì? Ẵm con đi ra khỏi nhà. Lúc đó sự nghiệp thì không có. Chị còn nhớ lúc đó những cái nỗi sợ của chị đó là gì? Đúng đó, có một cục bên cạnh nè. Lúc đó anh hai lại lấy vợ ở Long Khánh, rồi ở với anh hai, mà anh hai mình cũng đâu phải khá giả gì, cũng phải kiếm tiền mua sữa nuôi con. Thì giận hết sức giận luôn vậy đó. Đẹp mà mất uy tín. Anh làm gì anh đứng nói chuyện mình với mắt không lâu mà. Giận. Giận gì? Giận ai đó đẹp. Giận ai đó đẹp? Chắc là anh giận em rồi. Chắc là anh giận em rồi. Em làm gì để cho anh giận? Thì để đứng, bắt ta đứng đợi nãy giờ, nói là tới đây để dẫn lên thăm nhà của một người bạn đồng nghiệp. Thì đúng rồi, em hẹn anh giờ này tới thì giờ này tới, em tới là đúng rồi. Là anh tới sớm hả? Thì tại vì anh tới sớm chứ bộ. Mệt ghê vậy. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Bây giờ anh đừng nói gì nữa hết, em dắt anh đi lên cái ngôi gia trên này, lầu 18. Trời ơi gì hả? Cao lắm, thôi đi lẹ đi anh ơi. Ôi, chim hồ lại đâu? Trời ơi. Vậy mà nói hôm nay lên thăm có dắt bạn trai lên. Bạn trai em là gì? Bạn là con trai. Bạn em giới tính con trái à? Giờ mới hiểu. Dạ. Rồi. Bin anh ơi. Dạ, chào. Ủa, chị có Bin luôn hả? Bin. Này Bin lớn. Bin lớn hả? Này Bin nhỏ. Giờ vậy thôi mời vô luôn, đã tới rồi không lẽ không mời vô. Để ta say quên một thời ân ái. Ngày anh ra đi quên cô từ giã, để lại cho em cô đơn xót xa. Thưa ông, chú ấy đang trao bản khán vợ đó. Nhưng còn nè, Dương nè ông. Còn ông phó chủ tịch chân non ngon luôn. Không biết rằng là em có phát hiện giống anh không? Chị Hồ Lệ Thu á là cái giọng thổ, nhưng chị hát đó nghe thì cái giọng của chị nó rất là trong trẻo. Anh không biết vậy, thường những người giọng thổ họ hát rất là hay, rất là bay bổng đúng không? Đúng, ví dụ như em cũng giọng thổ nè. Đi đâu
nhà có thương một người. Trời hay quá. Mơ những lúc người ta giọng giọng thổ, thổ trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đó. Còn thổ này là thổ địa. Đó, quay trở lại cái thời gian. Tại sao trước đây là chị đang hoạt động nghệ thuật ở tại Việt Nam? À, lúc đó Hồ Lệ Thu cũng là một tên tuổi trong showbiz lúc bấy giờ. Nhưng mà tại sao chị lại quyết định đi qua bên nước ngoài sinh sống? Đây, đây là nguyên nhân lớn nè. Quen cái anh chồng người Pháp. Lúc đó Bin Bin là vô lớp 1. Thì với suy nghĩ thôi chắc tới lúc cũng phải đi để cho cái anh đi học ở nước ngoài. Dạ. Yeah. À, thế là cúng gói theo chồng. Ủa, nhưng mà sao bây giờ Vy Anh lại ở Việt Nam? À, em thích Việt Nam nên quay về Việt Nam sống. Nhưng mà về Việt Nam thì có cái cảm giác cuộc sống nó vui nhộn nhịp á. Hơn là bên Mỹ thì mình cũng thích cái môi trường bên này. Bây giờ khi mà trở về Việt Nam mà sinh hoạt, hoạt động lại đó. Thì nhạc sĩ Minh Nhiên là chú ruột của Vy Anh. Thì Minh Nhiên là quản lý của Thu bây giờ. À. Mà Minh Nhiên lại là hai chị em vẫn rất thân. Mà coi như là cho tới bây giờ là Thu bước cho mấy chuyến đò rồi, Minh Nhiên vẫn một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu. Lúc bé thì mẹ với ba em là đã nên thành ra hồi ban đầu cũng cảm thấy tủi thân. Ly hôn rồi về nhà ngoại á, ngoại giận quá tự xách giấy khai sinh đi đổi lại thành qua họ mẹ là Tàu Hồ Phi Anh. À, là chỉ là họ Tàu. Tên thật của chị Tàu là Tàu Tháo, gì? Tàu Thế Lệ Thu. Tại sao chị lấy nghệ danh là Hồ Lệ Thu? Cái khi mà Thu đi hát á, cái mình thấy là cô Lệ Thu rồi Thanh Ly rồi, đúng rồi. Rồi cái chị Lệ Thu, chị Lệ Thu mà hát nhạc Pháp có nữa luôn nè. Xong mình nói mình Lệ Thu nữa, cái người ta sẽ nghĩ tới hai người kia. Cái bày đặt đi tới lấy tên là Mai Thanh. Mai Thanh. Ủa, không có liên quan gì đâu. Mai Thanh nữa cho mọi người. Cái có một cái anh nhạc sĩ cũng lớn, ông nói chứ tự nhiên tên đẹp thì lấy Mai Thanh như con khỉ con. Mình nói ủa vậy. Tức quá về. Về suy nghĩ hoài. Cái xong cái nghĩ không lẽ lấy tên Tàu Lệ Thu. Tàu Lệ Thu nghe nó kỳ quá. Cái xong suy nghĩ hoài thì lúc đó đó là họ của bà nội họ Hồ, nghĩ anh thôi lấy họ của bà nội làm ló cái bí danh của mình á, thì cuối cùng ra nghệ danh của mình cũng không đụng ai hết. Hồ Lệ Thu không đụng. Phi Anh, em có biết nấu ăn không? Dạ biết, nhưng mà không biết nấu ăn món Việt Nam. Em biết nấu ăn những món gì? Món Tây thôi. Pizza, mì Ý rồi đúng không? Mì Ý, bít tết thôi. Gì bữa nào anh dẫn con mai lên gu, cho em ăn. Mày gu. À, cái gu đó gu, cái gu đó gu Ngọc Lan. Nhưng cái gu của Quốc Thuận chắc là gu bên này nè. Đó, ăn là ăn mấy món châu Á không à. Vậy hả? À. Rồi vậy gu này đi mình rồi. Ủa bên này châu Âu luôn hả? Không, nói chung là Thu là món gì Thu cũng nấu hết. Vậy đó. Từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu là Thu nấu hết. Mà món gì ăn cũng tạ. Ở đây à, em rất thích nghe chị Thu. Tối mà thấy đứng đây rồi cái ngắm thành phố lên đèn lung linh. Chị có thích cái cuộc sống mà một mình? Thích chứ. Giữa cuộc sống một mình với cuộc sống hai mình thì chị thấy nó có cái sự khác biệt lớn nhất nó là cái gì? Cái nào nó cũng có cái hay và cái dở của nó. Nhưng mà thực ra là nếu mà cuộc sống hai mình á mà thuận hòa không nói gì. Không thuận hòa là cứ bữa vui bữa buồn rồi nói chung là mình nghệ sĩ nữa. Rồi cái người kia không có hiểu mình, không có thông cảm, rất là khó cho mình. Thôi mình vô trong đi, nó nắng đen da người đẹp. Ok. Siêu thị bên nào? Bên này đúng không? Bên này nè. Bên này có nấu đồ Tây cho tôi ăn không? Cũng được, quan trọng do đó thôi, coi có gì nữa nè. Ở đây hay quá ha, bước xuống cái có siêu thị cũng khỏe ghê. Cũng tiện. Coi Điên tính nấu gì? Thích ăn gì? À, cái gì chị cũng thích ăn hết. Ăn mì gói rồi không chị? Súp khoai tây không? Súp khoai tây hả? Đơn giản mà đúng không? Súp khoai tây đơn giản mà đúng không? Chị nấu hả? Súp khoai tây chị nấu hả? Súp khoai tây chị nấu nha. Em được biết nè, mấy lần qua đò vậy thì không biết là cái chuyến đò với Dưỡng Pháp còn cái chuyến đò nào nữa không? Còn chuyến bên Mỹ nữa. Ở đây mình đi chu du khắp thế gian. Lý do gì sao mà lại đổ vỡ? Thực ra đó, nhìn Thu trên sân khấu á, mọi người thấy là một ca sĩ là rần rần vậy phải không? Sexy, rồi năng lượng nhưng mà lại là một gái rất ngoan. À, khi mà lấy chồng thì cứ nghĩ, lấy chồng rồi, chồng thích thì ở nhà. Không có một cái gì buồn phiền cả. Ở nhà, làm nội trợ rất là giỏi. Cho tới bây giờ có nhiều món mà nấu được là cũng nhờ bà nội. Chị? Lúc đó chị mấy tuổi? 21 tuổi. Cái tâm trạng của chị á, nhất là cái tuổi đó là cái tuổi mà rất là nhiều năng lượng dạt dào mà bây giờ lại bị coi như là nhốt vào cái lòng son như vậy. Nhưng mà chắc chắn là chị vẫn thèm hát.
thèm chứ, vẫn thèm. Vẫn thèm hát. Nghệ sĩ mình là cái máu, đúng không? Rồi nói chung là chuyện lúc đó nó cũng không được hay lắm. Thì cũng chịu đựng được 2 năm trời. Nhưng mà em rất muốn biết là 23 tuổi mình đã có một đứa con, và mình phải bị một cái hoàn cảnh như vậy, và có sự quyết định là gì? Ẵm con đi ra khỏi nhà. Lúc đó sự nghiệp thì không có. Chị còn nhớ lúc đó những cái nỗi sợ của chị đó là gì? Đúng đó, có một cụm bên cạnh nè. Lúc đó anh hai lại lấy vợ ở Long Khánh, rồi ở với anh hai, mà anh hai mình cũng đâu phải khá giả gì, cũng phải kiếm tiền mua sữa nuôi con. Thì mặc dù là phụ nữ chứ, nhưng mà mỗi lần đụng chuyện gì là mình lại nhiều khi mình nghĩ mình còn hơn đàn ông á. Thuận có tưởng tượng được là một ca sĩ lúc đó là cũng đã bắt đầu nhiều người biết rồi, không có phải là ít, mà về Long Khánh kiếm tiền nuôi con bằng cách nào? Tại vì chị dâu làm việc cho nhà văn hóa Long Khánh, thế là tham gia vào đội văn nghệ của huyện, nhà văn hóa, rồi đi hát trong mấy cái xã theo đội văn nghệ, kiếm ngày được 10, nhớ một lần diễn là 18.000. Mà vẫn cảm thấy rất là vui. Thứ nhất là mình vẫn được hát nè, và mình kiếm tiền được bằng cái nghề của mình để mà nuôi con. Từ cái giai đoạn đó đến khi nào thì chị mới bắt đầu gặp anh Kỳ Phương và chị Thúy Quyên để mà lập thành cái nhóm techno? Thì ở Long Khánh được một năm, trở về lại Sài Gòn bắt đầu, và lúc đó là mới mượn mẹ tiền đi mua chiếc xe Honda đi hát lại. Đó, năm tôi nhớ ra coi năm 95. 95 trở ra lại. Thì lúc đó là được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lại đỡ đầu, và trở lại rất là ngọt ngào. Cho đến năm 98 thì bắt đầu làn sóng xanh, là lúc mà rần rần nhạc Việt lên ngôi rần rần. Đúng rồi. Bin, chào chị. Coi như là Bin với mẹ là đồng hành cùng với nhau là từ nhỏ đến lớn, nó không rời xa nhau ngày nào mà, đúng không? Đúng rồi. Bin có biết hết sở thích của mẹ không? Sở thích đó hả? Ví dụ như bây giờ muốn tặng cho mẹ một món quà thì Bin có hiểu được là mẹ thích nhiều? Mẹ thì khá là giản dị á, nên thành ra mẹ thường là mê chăm bông, chăm hoa. Nên thành ra là mẹ thích hoa. Và sau này thích những gì liên quan tới Phật Pháp. Thì mẹ cũng hay thích ví dụ như mấy tượng Phật hoặc là tranh thư pháp, những gì mà có ý nghĩa. Vậy là cũng khá là hiểu mẹ ha. Mẹ khá là giản dị. Thôi bây giờ mình đi mua đồ nấu ăn đi. Tâm rim à. Đến một cái cơ duyên mới nữa, đó là chị lại gặp anh chồng người Pháp. Dạ. Và anh với anh chồng người Pháp này thì có đám cưới không chị? Ở đám cưới rất là lớn. Đó. Cưới rất là lớn ở Sofitel xong. Dạ. Rồi sau đó. Nhưng mà lý do gì sao? Em cũng không hiểu tại sao là người Pháp người ta rất lãng mạn. Thì em không hiểu tại sao chị và anh chồng người Pháp lại lận đận một lần nữa. Tới khi mà qua bên nước ngoài sống rồi, với thấy là mình sống giống như là nghĩa là gì? Chim lồng cá chậu ha. Cũng nhốt mình ở nhà, cũng không cho mình làm gì cả. Mà tệ hơn á là mình phát tiền đi chợ như là phát cho ô xin đi chợ. Là ảnh phát hả? Phát tiền đi chợ. Mà mình sống không có chịu nổi những cảnh đó. Thì nhiều khi mà cãi nhau á, mình buồn, mình giận, mình nhìn ăn một ngày cũng mặc kệ, không thèm ngó ngàng. Ông đi làm về, ông về, ông tự ông nấu, ông ăn xong ra, ông ngồi, ông coi tivi xong đi ngủ, không thèm ngó tới mình. Rồi cái đó nó còn khó chịu hơn. Còn khó chịu hơn nữa. Chỉ có nhìn thấy được là con gái mình, nó cái tuổi đó, nó có hiểu về vấn đề không? Lúc đó mình còn nhỏ quá, nhỏ quá để hiểu. Nhưng mà có thể là con nó cũng có cái cảm nhận, nó không nói ra thôi, nó sợ mẹ buồn thôi. Thì giờ tôi chỉ nhớ một lần là vậy nè. Mùa Noel á là bên nước ngoài quà, người ta đi mua quà cáp cho nhau ha, rồi đủ thứ đồ nhìn hấp dẫn lắm. Thế lúc đó là đi ra, hai mẹ con đi vô trung tâm mua sắm, nhìn một con búp bê, cái nó đứng nó nhìn, nó nói mẹ ơi con búp bê này đẹp quá, con thích quá. Cái Thu nói ừ, nhưng mà mẹ không có tiền. Đứng nhìn hồi, nó nắm tay mẹ kéo đi, thôi mình đi về, mẹ không có tiền thôi đi về. Là cả cuộc đời tôi nhớ hoài cái lúc đó. Nói tại sao mình thảm như vậy? Là một ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, làm ra tiền, lo gia đình, giờ con búp bê mà mua không được cho con. Cho nên sau này tôi nói Thu phải làm ra tiền, Thu lo cho con, không bao giờ để cái cảnh nó như vậy nữa. Trong cái giai đoạn mà
Lan nghĩ là giai đoạn khó khăn nhất đó là giai đoạn mà mình cùng với mẹ rời khỏi Việt Nam và đi qua Pháp ở với lại Dượng. Từ nhỏ tới lớn là coi như không có sống ở bên cạnh ba. Thì lúc mà biết là đi qua Pháp và mẹ cưới người chồng này thì mình cũng vui là mình có một người ba, có một gia đình. Có nghĩa là những gì mà hình dung nó ở trong đầu so sánh với cái thực tế lúc mà qua thì nó khác. Lúc mà khi qua rồi thì mình lại không cảm nhận được vấn đề đó. Mình lại cảm giác là mình đang ở một căn nhà với mẹ mình và một người đàn ông khác, chứ cũng không hẳn là cảm nhận được cái người này là ba của mình. Mặc dù ngoài miệng thì mình kêu là papa, papa là ba tiếng Pháp, nhưng mà cũng không cảm nhận được. Điều gì khiến cho Bin có cái suy nghĩ như vậy? Ví dụ là lần đầu tiên mới bước chân qua Pháp thì tối đó ông ấy dẫn mẹ Phi Anh và Phi Anh đi ăn, và đồng thời thì đi ngang một tiệm đồ chơi. Phi Anh lúc đó mới có 5-6 tuổi, có 6 tuổi thôi, thì mình thích đồ chơi thì mình cũng như bao đứa trẻ khác thì mình cho con vô coi hay gì mua cho con được không. Những gì mình thấy ở những người ba khác là à, con muốn mua gì ba mua cho con. Còn người này nói là tôi chỉ cho cái số tiền chỉ như thế thôi, rồi chọn đi. Thì đối với mình lúc đó mình lại cảm nhận được là ôi sao người này quá là khắt khe với mình, không có chiều chuộng mình. Coi như là bao nhiêu cái sự trông chờ vào tình cảm của một người cha là nó hoàn toàn biến mất hết sau khi mà mình bước qua đó. Đúng, cái đó là cái đầu tiên. Cộng thêm có những cái khoảnh khắc khác nữa mà làm cho mình cảm thấy là à, người này có thể là ép buộc phải đưa mình qua đây bởi vì là mình là con mẹ mình chứ không phải thật sự là thương mình. Em với chị đang nói chuyện thì ở trong phòng cũng có một cái cuộc nói chuyện giữa Ngọc Lan với con gái của chị, với Bin. Em rất muốn chị và em sẽ cùng theo dõi cái cuộc trò chuyện của Ngọc Lan với Bin như thế nào, anh chị nhé. Có bao giờ chứng kiến những trận cãi nhau của ba Dượng và mẹ không? Có, nhiều. Nhiều lắm. Nhưng mà mình lúc đó thì mình cũng rất là thương mẹ. Mà mình còn nhỏ thì mình cũng không biết làm gì. Mình chỉ biết ngồi đó mình cũng cảm thấy sợ, nhưng mà vẫn thích ra tỏ ra mạnh mẽ, nên thành ra cứ ngồi mặt lạnh tanh. Mình thấy mẹ có cầm dao lên. Cầm dao lên đi ra ngoài ban công. Mẹ điên lên rồi, mẹ để gần cái dao gần tay đây. Thì lúc đó mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì mẹ đã quá mức chịu đựng rồi, mẹ muốn tự chấm dứt cái cuộc sống mình luôn. Mình cứ ngồi đó mình nhìn và mình suy nghĩ là mình nên làm gì bây giờ. Mình là con nít, mình nên làm gì, mình nên chạy tới mẹ hay mình nên làm gì. Nên thành ra cũng có khoảng thời gian. Và sau này thì anh cũng tự trách bản thân đó, là nếu lúc đó mình không làm gì mà mình cứ tiếp tục mình ngồi đó thì lỡ mẹ làm luôn thì như thế nào. Thì cũng có khoảng thời gian rất là dài mình cũng tự trách bản thân. Lúc mà mẹ cầm lên thì rất là nhớ mãi cái ánh mắt của mẹ, là mình nhìn qua với anh và cái ánh mắt một người mẹ thương con á, mặc dù mình đang rất là cảm thấy là vô đường cùng rồi, nhưng mà đi con, ôm tất cả tiếp tục cố gắng. Một khi mẹ nhìn qua với anh là cái ánh mắt mẹ nó khác liền và mẹ buông nó ra. Những cái người phụ nữ mà họ chấp nhận đi thêm một bước nữa, đầu tiên là họ vì con và họ đánh cược cái số phận của mình. Một là quy hoàng, còn nếu như không được thì buộc họ phải bỏ hết để làm lại từ đầu thêm một lần nữa. Có cái câu chuyện nào mà Phi Anh giấu mãi cho đến bây giờ không có dám nói cho mẹ nghe hay không? Đi học thì cũng mẹ cũng không biết, là mình không dám nói chuyện với ai, nên thành ra lúc nào cũng một mình hết. Có một cái biến cố với mẹ xảy ra lúc mà bị một cái bệnh mà bác sĩ nói là nếu không nghỉ hát, nghỉ ngơi thì có thể là sẽ mất luôn. Vô tình nghe được thì lúc đó mình giờ không có cha, giờ mất luôn mẹ, giờ mình làm, giờ mình thành một cô hả. Nhưng mà lúc đó mặc dù là bác sĩ kêu mẹ đừng đi hát nữa, nhưng mẹ vẫn đi.
thì lúc đó mình hiểu lý do mẹ tại sao mẹ vẫn đi, bởi vì bà tiếp tục mưu sinh. Chứ không giờ không mưu sinh thì ai nuôi con mình? Thì có nghĩa là mẹ đang hy sinh cái tính mạng của mình để mưu sinh nuôi con. Thì từ lúc đó mình bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực là mình là một cái gánh nặng của mẹ. Mẹ có thể hạnh phúc hơn nếu không có mình. Thì nó dần dần nó ăn vào cái suy nghĩ của mình cũng mấy năm, tới khi mà mình cảm thấy là có những vấn đề khác dồn vô nữa, mình thấy là quá tải với lại một cái đứa trẻ lúc mười mấy tuổi. Nên lúc đó mình cũng có suy nghĩ tới vấn đề là tự kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ lại cái ánh mắt của mẹ lúc mà mẹ làm điều đó trước mặt mình á, thì mẹ đã vì mình mà mẹ bỏ và mẹ tiếp tục. Thì bây giờ mình cũng sẽ vì mẹ mà mình cố gắng tiếp tục. Chưa bao giờ mình nói những điều đó cho mẹ biết. Chưa, tại vì mình không muốn mẹ phải suy nghĩ như vậy. Mình cứ muốn mẹ cứ là mẹ đi, tại vì mẹ đã quá khổ rồi, mẹ cứ là mẹ đi. Còn những cái gì mà riêng mình tự gánh được thì mình sẽ tự gánh. Chị có thấy bất ngờ không? Bất ngờ ở chỗ đây là chắc chắn nếu như không có chương trình video call như thế này thì chị sẽ không biết hết được những cái góc khuất của Biên. Và thật sự em cũng có một cái chút gọi là nó hơi nhói trong tim á, là hồi nãy là em có nghe một cái chi tiết là chị bị bệnh đúng không? Nó giống như là bệnh máu trắng hả? Mất hồng cầu trong người, mà mình ở một cái chỉ số nó rất là nguy hiểm. Ở cái chỉ số đó bác sĩ báo cho mình biết là không được làm gì hết, chỉ nghỉ ngơi thôi, tại vì có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào. Một tuần là cứ phải 3 lần đi lấy máu để thử nghiệm và chữa trị, mà một lần là 5 ống máu, mà không cho đi làm. Mà lúc đó người đi cứ lơ lửng như là lơ lửng trên mây đâu á. Mà bây giờ có một mẹ một con rồi, không đi làm lấy cái gì sống. Có một chuyến đi châu Âu diễn, lúc đó là nếu mà không có chữ ký bác sĩ là không có được đi đâu, phải ngồi năn nỉ bác sĩ. Bác sĩ nhất quyết không cho. Nếu cô đi thì cô có vấn đề gì thì tôi không có thể nào mà giúp cô được. Mà vẫn cứ ngồi năn nỉ. Tôi tin tôi không có tới số chết, cho tôi đi. Cuối cùng bác sĩ phải rớt nước mắt. Cô đi, và đây là cái điều đặc biệt nhất, là tôi đưa số điện thoại riêng cho tôi, của tôi cho cô. Cô ở trên máy bay hay bất cứ chỗ nào, ngày đêm gì cũng được, bất cứ cô bị cái gì là cô gọi ngay cho tôi sẽ điều bác sĩ ở nước đó đến lo cho tôi. Chị đi cái chuyến đi đó chị có sợ không? Sợ là mình có mệnh hệ gì thì con mình sao? Ở đây chỉ có một mẹ một con thôi. Sợ cái điều đó thôi, chứ không có sợ cho mình. Mời cả nhà ăn cơm nghe. Sao nào? Cay quá. Cay về Thu ăn thì thấy ngon. Ngon không chị? Mọi người ăn cay rất là ngon mà em ăn cay. Đó, biến biến thử đi biến. Ngày xưa lúc mà chị ở bên Mỹ á, là mình phải đi làm nhiều, rồi đâm ra là mình không có chăm sóc được cho Bin á. Rồi chị có lo lắng không khi mà Bin phải ở nhà một mình? Lo chứ. Nhớ dặn con đừng đi ra đường nha. Tại vì bển là thì đi hát nó bay xuyên bang, chứ không phải là giống như ở Việt Nam mình thì cứ mình chạy tới điểm diễn xong về. Bên ở nhà mình không ai hết á. À, lúc đó là mấy tuổi? 11, 12 tuổi. Rồi em ăn uống sao Bin? Ăn, mẹ cũng nấu trước mấy món ăn xong mình hâm lại. Cái lúc không có mẹ ở nhà, Bin có sợ không? Sợ ma nè, bữa tối sợ ma, rồi nhiều khi nghe tiếng động gì ở ngoài thì cũng sợ là không biết có trộm hay là gì không. Rồi nếu mà trường hợp chuyện gì xảy ra thì không biết là mình xử lý như thế nào. Có một lần có nhờ người bạn đến nhà coi ngó Bin giùm, tại lúc đó là Bin mới qua Mỹ thôi, mới lắm.
Bin chỉ cho chiên trứng ăn cơm. Xong cái Bin đi ngủ trước để sáng về đi học. Dặn chú chú mà chú đi ngủ chú nhớ tắt cái đèn này, Người ta qua người ta giữ mình, người ta chăm cho mình, mà mình phải dặn ngược lại người ta từng ly từng tí. Cái xong cái lúc đi hát về cái anh đó anh nói chứ trời đất, tôi không biết, tôi đi lên nhà tôi coi bà hay bà coi tôi. Bà coi tôi nữa. Tại nãy á, hai chị em mình trò chuyện đó, tức là chị là hai chuyến đò chưa hết, chị vẫn còn một chuyến đò nữa là người đàn ông đó là Việt Kiều Mỹ. Việt Kiều Mỹ. Cái mối tình đó như thế nào chị? Mối tình đó hả, giống như là phim trinh thám vậy. Đeo đuổi mình mà lúc đeo đuổi thì là làm cho mình mềm lòng lắm. Mình té một cái là bồng mình lên, rồi bóp chân, rồi sửa chân, rồi đưa đi thầy sửa chân, nói chung là chăm sóc kỹ lắm. Bên đi học là cái anh chàng đó anh đi đưa đi học, rồi ở trường mà cần cái gì á thì mình cũng chưa có rành rẽ anh đó là chở Bin đi mua cũng được rồi đó, cũng được ha. Qua mà qua xứ người thấy có một cái người như vậy mà bên cạnh cũng lo cho hai mẹ con vậy mình cũng yên tâm. Sau khi mà quen nhau rồi anh chàng hỏi cưới mình là mình đồng ý cưới, nhưng mà mình không biết cái đó là dở tuồng diễn rất giỏi. Mình không biết anh chàng này là một anh chàng đào mỏ, nghĩ mình là nổi tiếng có tiền nhào vô là tính đào mỏ. Nhưng mà thấy mà khi cưới lấy xong rồi mình không tiền bạc gì hết thì chỉ đủ tiền nuôi con rồi thôi. Thế là trong cái thời gian đi về Việt Nam thì chuẩn bị cho cái lễ cưới mùa hè là anh đã gặp ngay với một cô khác. Cô này thì giàu có. Có bao giờ Bin cảm thấy rằng là tại sao mẹ không ở như vậy với con, mà mẹ cứ mãi đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mẹ? Có bao giờ trách mẹ vì điều đó hay không? Cũng có. Tại vì có một lần mẹ kết hôn lại với một người khác ở bên Mỹ. Thì ban đầu Phi Anh không có thích người này. Thì Phi Anh cũng chống đối rất là mạnh. Bỏ ăn 2-3 ngày á để chống đối. Tới nỗi mà hai mẹ con cãi lộn và mẹ phải lớn tiếng với Phi Anh luôn, nói là tại sao không hiểu cho hạnh phúc của mẹ. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình nhìn ra cái người này không phải là người tốt. Và mình sợ, rất là sợ là mẹ sẽ bị ung thư một lần nữa. Nhưng mẹ lại không thấy được cái vấn đề đó. Nên thành ra lúc đó cũng có suy nghĩ là tại sao mẹ không suy nghĩ là nếu mẹ một lần nữa đổ vỡ và bị người ta làm tổn thương thì mình cũng tổn thương, chứ không phải riêng mẹ. Nhưng đối với mẹ thì quan điểm của mẹ là mẹ tổn thương là mẹ tổn thương, còn con cứ vẫn là con. Nhưng đối với mình là mẹ vấp ngã thì mình cũng vấp ngã, mà mẹ bị tổn thương thì mình cũng tổn thương. À, lúc đó chị cảm thấy như thế nào? Thu chỉ nghĩ là lúc đó thì con còn nhỏ, không có muốn mẹ có ai nữa. Rồi với lại cái tâm lý đang ở cái thời kỳ bất ổn vậy thì mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Tại vì có một số câu chuyện người đàn ông này kể lại với mẹ là người đó chăm sóc em lúc mẹ đi show là hầu như là không có thật thà. Câu chuyện như là Dũng đi ăn lúc mẹ đi thì hầu hết là không có, toàn là Bin ở nhà tự lo ăn. Rồi có một giai đoạn chú này chú đối xử với Bin không tốt á, nên thành ra có lúc Bin cũng bộc phát ra cơn giận. Giận quá nên thành ra không biết làm gì, lấy cái chai nước mà thấy trước mặt mình quăng như người đó. Nhưng mà xong rồi đó thì chú đó mới tức lên: mày không xin lỗi tao là mẹ mày có chuyện như thế nào? Thì mình mới đi xin lỗi người này. Thì người này kêu là bây giờ muốn xin lỗi thì đi qua đây quỳ gối xin lỗi. Thì người đó bắt Bin qua xin lỗi. Lúc Bin quỳ gối xin lỗi, người đó đi ngủ. Ngủ tới 2-3 tiếng đồng hồ xong rồi mới dậy kêu: được rồi, đi. Tại vì lúc đó mình cảm thấy là ok, mình làm chuyện đó để người ta không gây khó cho mẹ mình thôi. Nhưng mà sau đó về thì mình cũng không muốn kể mẹ nghe, mà người đó thì vẫn tiếp tục diễn cái vở kịch của nó. Tới bây giờ chị mới biết đúng không? Khi mẹ với chú đó coi như là tan vỡ, khi mẹ nhìn ra được cái chân tướng của chú đó, thì lúc đó Bin cảm thấy như thế nào? Mình xót. Mình xót là mình cũng chỉ suy nghĩ là ước gì hồi xưa mẹ nghe mình, chịu nghe mình, thì bây giờ mẹ sẽ không phải khổ như vậy. Thì mình xót thôi, còn chứ không có cảm giác như là hả dạ hay là
hay gì hết, mà mình chỉ rất là ghét người đó. Bởi vì người ta đóng một cái vở kịch quá hay tới nỗi mà chia rẽ được hai mẹ con. Tới bây giờ em có mong muốn là mẹ mình gặp một người đàn ông tốt không? Bây giờ thì rất mong muốn. Nói chung là cái thời điểm mà thời gian mà mình mong muốn có một người coi mình là con gái thì qua rồi. Bây giờ điều duy nhất mình chỉ mong cho mẹ là kiếm được một người là đó hiểu mẹ, thương mẹ thật lòng và luôn bên cạnh mẹ, là điều đó là điều mình muốn nhất hiện tại. Cho tới ngày hôm nay thì sau bao nhiêu sóng gió, nhưng mà Thu cũng có cái may mắn đó là sau mỗi lần ngã như vậy, Thu đều đứng dậy rất là mạnh mẽ. Và cái may của Thu thêm nữa là cho dù xảy qua nhiều sóng gió trong cuộc đời như vậy, nhưng mà Vin lại cũng là một đứa con rất mạnh mẽ. Và cho tới ngày hôm nay Vin đã học và thành tài, thì đó là cái điều rất là may mắn. Nhưng mà cái điều mà chị muốn nói là hy vọng Vin sẽ thành công trong cuộc đời như mẹ mong đợi. Và bất cứ những cái gì, nên nhớ là đừng bao giờ dối. Không phải là dối, không đừng giấu. Dù vui dù buồn thì cho mẹ biết. Hồi nãy lúc mà đi chợ thì Vin có một cái món quà dành tặng cho chị, giấu cho đến giờ phút này luôn. Và bây giờ chắc là tới lúc mình đem món quà đó ra cho mẹ rồi. Thường ở bên Mỹ thì sinh nhật mẹ là không bao giờ quên, rồi ngày lễ mẹ và ngày Noel, thì tất cả những buổi lễ đó là lúc nào Vin cũng có quà cho mẹ. Y chà, đoán xem cái gì? Chanh hả? Chắc hình của em chanh. Chị mới nói mẹ đang lựa mua một bức tranh hoa sen để thay chỗ bốn cái quạt. Bây giờ tại nó có một bức tranh gì vậy đó? Thầy, bức tranh thư pháp. Bức tranh thư pháp về mẹ. Thì biết mẹ thích hoa, thích những gì thiên về Phật pháp, và nhất là mẹ thích thư pháp nữa. Muốn tặng mẹ một món quà ý nghĩa đúng theo sở thích của mẹ, nhưng mà cũng thay lời muốn nói của con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Vậy là chị yên tâm rồi. Yên tâm gì? Vin đã đủ lớn rồi, trưởng thành, ngay cả trong suy nghĩ rồi. Nhân cơ hội ngày hôm nay, chị có muốn nói điều gì với mẹ của chị không? Thì xưa giờ mặc dù là con luôn lo cho mẹ rất là nhiều, nhưng mà vẫn ở xa mẹ. Thu muốn cảm ơn người em trai út là những người bên cạnh lo cho mẹ mấy lâu nay. Và cho dù bao nhiêu tuổi thì lúc nào con cũng là một đứa con nhỏ bé của mẹ. Cảm ơn chị. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Với một cái món quà như thế này, em không nghĩ là đã tạo được một cái không khí mà nó giá trị như thế này, để cho tất cả những người làm con trên thế gian này hiểu được mẹ quan trọng như thế nào. Xin chúc cho những người mẹ trên thế gian này luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và luôn luôn sống đời với các con cháu. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Bây giờ thì Quốc Thuận và Ngọc Lan cũng như gia đình chị Hồ Lệ Thu xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.